Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với nokiasachthanh.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị một lô hàng em mới về, anh chị mới vừa chốt được bao nhiêu đây. Đây, đầu tiên Nokia 6300i nè anh chị. Còn rất là đẹp. Kèm cái đốc luôn. Đây cái đốc. Cái máy dựng lên để mình sạc pin, sưu tầm. Tiếp theo là 6310i. Cây này màu trắng bạc rất là đẹp. Cái máy này chỉ hơn 1 triệu luôn anh chị. Em kèm cho anh chị cái đốc luôn. Đó cái đốc. Để trưng lên. Đó, cái máy này em chốt giá tốt thì em để là anh chị giá tốt. Samsung. Cây này chống nước luôn nè anh chị. Đó. Về được 2 cây. Cây này rất hầm hố. Và cây này nữa nè. Cây màu đỏ với lại một cây màu đen. Hàng nó qua sử dụng nó hơi cũ một chút nha anh chị. Rồi này, cái này là dùng để nghe nghe đầu băng đó anh chị, nghe đầu băng ngày xưa nè. Xách tay đứt về luôn. Anh nào thích mà chơi nguyên cái đầu băng như vậy, alo em, sẵn hàng có một cái thôi. Tiếp theo. Cái này anh nào mua cái 515 em sẽ tặng thêm cái này luôn. Cái này cái đốc để sạc ô tô nè. Ây da. Ủa 515 đâu rồi? Nó lọt cái đây. Ây da. Đây 515 màu trắng anh chị. Trắng này hơi hiếm nha anh chị. Màu đen thấy nhiều chứ màu trắng hơi hiếm. Cũng có một vài vết xước trên 5 tháng nha anh chị. Nguyên hộp, full book. Tiếp theo Motorola C115. Hôm bữa cái lô trước là cái cây màu đen, cây này là cây màu trắng, gần như new luôn, có đốc luôn nè anh chị. Phụ kiện nó đi kèm có đốc luôn, đốc zin theo máy. Đó. Chị để cái máy lên rất là đẹp, để mình sạc pin luôn. Để đây tiếp theo E71 em chốt được 4 cây nguyên hộp full book, nó màu xám nha anh chị. Đây như cái máy này màu xám nè, có nguyên hộp, phụ kiện đầy đủ, full chức năng hết. Phía dưới sách hướng dẫn sử dụng tai nghe sạc sách. Này cái quai đeo nè anh chị, chữ Nokia luôn, zin của nó luôn. Đây bên đây tiếp theo, trong đây hết rồi. Cái vỏ này có gì đây, E71 luôn. E71 em được 4 cây nguyên hộp. Anh nào đang thích E71 nguyên hộp thì liên hệ em nha, cũng hàng đã qua sử dụng rồi nha anh chị, nhưng mà còn nguyên hộp thôi, của anh em sưu tầm. Cây này 6,5C nguyên hộp có bao da luôn. Em gỡ cái bao da cho anh chị xem cái máy. Cái máy này còn rất là đẹp. Tay em đổ mồ hôi anh chị, cầm vô cái nó bám. Sạc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ nè, kèm cái bao da này luôn. Về nguyên hộp như vậy em sẽ kèm cho anh chị nguyên hộp luôn ha. Hộp hộp gì đây, 6300i một hộp duy nhất, 6300i full book có đốc đầy đủ luôn, giống như cái máy trần nãy nhưng mà cái này nguyên hộp anh chị. Thích sưu tầm nguyên hộp liên hệ em. Rồi còn cái này là 110i nè anh chị, bữa giờ anh chị hỏi mà hết hàng nè. Bữa nay mới về được một lô được 5 cây nguyên hộp luôn. Cái này màu xám nè, châu Âu cũng xài, dáng giống như ngày xưa mà chớp chớp chớp, gọi đó chớp chớp chớp. Này màu xanh, có sẵn màu màu xám màu xanh luôn.
Rồi hết rồi anh chị, quay tổng thể cho anh chị xem. Này màu xanh luôn. Hai xanh, hai xám, ba xám. Ở đây là về được nhiêu đây? Anh chị nào mua liên hệ em nha, để hết ạ. Rồi ok, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nogai Sành Hạnh bên em ha. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.